Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 25 tháng 1 của kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, tuyết rơi dày đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân ở khu vực Bắc Bộ nói chung và trên địa bàn các tỉnh vùng núi nói riêng. Tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hàng chục hecta su su, cây ăn quả như là mận hậu, cam, chanh leo đã bị băng giá phủ kín, nguy cơ bị hỏng hoàn toàn. Ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng tỷ đồng. Còn tại Sapa, Lào Cai hay Mẫu Sơn, Lạng Sơn, băng giá cũng khiến cho cây trồng hay là vật nuôi oằn mình chống chọi nhưng vẫn có thể chết bất cứ lúc nào. Hiện tại không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ vẫn chưa có dấu hiệu giảm nên trong đêm nay và ngày mai, toàn miền vẫn sẽ chìm trong giá rét. Đặc biệt khi ngày mai rãnh gió Tây trên cao sẽ di chuyển sang tới khu vực này gây mưa cho một số nơi tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ và sẽ có khả năng xuất hiện mưa vừa. Do đó, tình trạng rét hại vẫn diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ban trưa không vượt quá ngưỡng 12 độ. Thời tiết khắc nghiệt nên bà con vùng núi cần tiếp tục thực hiện các biện pháp tích trữ thức ăn, ủ ấm cho vật nuôi cây trồng để chống chọi với giá rét. Ngoài ra, vào những ngày nhiệt độ thấp có sương muối băng giá thì bà con không nên gieo trồng rau màu. Đối với cây con tại vườn ươm thì bà con nên làm giàn che sương. Cần chủ động chăm sóc, tăng cường bón phân hữu cơ, hoai mục cân kali cho rơm rạ để cây tạo bộ rễ mới có sức chống chịu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuyệt đối không được bón đạm vào những ngày nhiệt độ thấp dưới 15 độ. Cùng với đó, bà con nên tưới rửa xương cho cây vào buổi sáng để lá không bị táp. Ngoài ra, bà con phun phòng bệnh bằng các loại thuốc theo hướng dẫn của cán bộ địa phương. Đối với cây hoa các loại thì bà con nên tăng cường chăm sóc, bón phân hữu cơ hoai mục, phân NPK để cây ra rễ mới, sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Phun phòng bệnh bằng các loại thuốc chống xương kịp thời. Xin được quay trở lại với những thông tin thời tiết. Tại miền Trung, đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh kết hợp với điều kiện địa hình và rãnh gió Tây trên cao sẽ tiếp tục gây mưa cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai. Nền nhiệt vẫn thấp, trời rét tại Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ 10 cho tới 12 độ. Với các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Huế thì nền nhiệt cũng xấp xỉ ở mức rét đậm khi nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 16 đến 18 độ. Với các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Phú Yên thì trời rét khi nhiệt độ cũng giảm xuống mức 20 cho tới 22 độ. Thời tiết không ủng hộ trong hoạt động sinh hoạt và sản xuất của bà con. Và ngay sau đây mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất từ 6 cho tới 9 độ, cao nhất là 10 đến 12 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 90%. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 9 độ, cao nhất là 10 đến 12 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, cao nhất là 12 đến 18 độ, độ ẩm trung bình 90 đến 95%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 20 độ, cao nhất đạt 20 đến 29 độ, độ ẩm 80 đến 97%. Tây Nguyên mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất tại đây từ 13 cho tới 16 độ, cao nhất là 26 đến 29 độ, độ ẩm 77 đến 82%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19 đến 23 độ. Cao nhất là 30 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 80%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Hy vọng với những thông tin được dự báo thì bà con sẽ chủ động hơn trong quá trình sản xuất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.